Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Việt View mỗi thứ hai từ 8 giờ rưỡi tối tới 9 giờ rưỡi tối. Chúng tôi là Paul Hoàng, là chuyên gia tâm lý xã hội. Hôm nay thì là có cơ hội quý vị gọi lại vô chương trình hôm nay là chương trình trực tiếp. Số phone là 714-893-3264, 714-893-3264. Và quý vị có thể có cơ hội đặt câu hỏi quý vị cho hôm nay qua chương trình và chúng tôi có thể trả lời quý vị. Hoặc là quý vị muốn chia sẻ kinh nghiệm quý vị về cái đề tài ức hiếp hoặc là bắt nạt. Theo quý vị quan sát trong đời sống của con cái quý vị lớn lên hoặc là đời sống cá nhân của quý vị lớn lên bên đây hoặc là trong thời gian quý vị còn trẻ hoặc là hiện tại bây giờ đang trải qua những cái kinh nghiệm, những cái trường hợp mà mình bị bắt nạt và bị ức hiếp thì xin quý vị có thể chia sẻ chút xíu để cho chúng ta có thể học chung với nhau và cùng nhau hỗ trợ tinh thần cho nhau để chúng ta để vượt qua cái trường hợp này. Thì khi mà mình nghĩ và mình nói đến cái đề tài là bị ức hiếp hoặc là bị bắt nạt á thì mình biết là cái đấy có rất là nhiều hình thức. Thì có thể là gồm có sự bạo lực thể chất nè, có sự chế nhạo bằng lời nói, việc gọi tên và sự phê bình, có cả các mối đe dọa, có tống tiền hay ăn cắp tiền và hoặc tài sản, có cả nói xấu hoặc là lan truyền tin đồn xấu về người khác, và cái sự quấy rầy quá công nghệ là có thể mình qua dùng email hoặc là texting qua điện thoại hoặc là trên mạng vân vân. Thì đây là một cái số hình thức mà các trẻ em và kể cả người lớn đang gặp phải những cái trường hợp mà mình bị bắt nạt. Thì mình bị bắt nạt đó, đây không phải là giữa mình và những người lạ đâu, mình có thể bị bắt nạt vì cái người quen, bởi người quen của mình hoặc là những người học cùng lớp với mình hoặc là cùng nơi làm, cơ sở làm của chúng ta. Thì đó là những cái ví dụ. Thì cái đấy mình đưa đến cái sự địa điểm, cái sự ức hiếp hoặc là bị bắt nạt có thể xảy ra nhiều nơi. Ở trong trường học, nào, tại nhà có thể xảy ra bởi vì anh chị em trong gia đình bắt nạt nhau. Hoặc là cha mẹ bắt nạt nhau, cha mẹ bắt nạt con. Hoặc là con bắt nạt lại cha mẹ. Thì cái đó rất là xảy ra cũng rất là thường. Theo kinh nghiệm của chúng tôi làm việc ở ngoài trong những cái trường hợp khẩn cấp đó. Thì ví dụ có một cơ hội chúng tôi có ra can thiệp trong trường hợp khẩn cấp và trong cái trường hợp này là hai bác cũng khá lớn tuổi, cũng năm mươi mấy rồi, gần 60 rồi mà bị đứa con mười mấy, hai mươi mấy tuổi, gần 20 tuổi bắt nạt người cha và người mẹ, đánh cả cha đánh cả mẹ và đe dọa cha mẹ để cha mẹ rất là sợ hãi, không dám gọi cảnh sát nhiều lần rồi và cũng không biết nên đi tìm sự giúp đỡ như thế nào. Đưa đến cái sự khẩn cấp nên hàng xóm gọi cảnh sát tại vì nghe cha mẹ la tiếng rất lớn. Nên hàng xóm gọi cảnh sát thì chúng tôi tới và có cơ hội can thiệp và khám phá ra là người con của mình chính là người đang ức hiếp cha mẹ. Và chúng ta mong là chuyện này không xảy ra. Nhưng mà thực tế là có xảy ra nên chúng ta phải nên tìm cách để mình đề phòng hoặc là mình chống đối lại. Chống lại để mình giải quyết một cái sự lành mạnh chứ đừng có để đưa đến cái sự bạo động hoặc là tệ hơn nữa hoặc là không lành hơn nữa là mình đưa đến cái sự giết người nữa. Cái đấy là mình muốn tránh xa. Thì nơi làm chúng ta cũng gặp phải rất là nhiều rồi. Thì bên ở ngoài thì công việc chính của chúng tôi là chúng tôi làm với cơ chính phủ. Và khi mà làm trong cơ quan chính phủ thì chúng ta nhìn thấy nhận xét kể cả người sếp bắt nạt hoặc là ức hiếp những người nhân viên của mình. Hoặc là những người nhân viên của mình ức hiếp và bắt nạt những người khác nữa. Thì chuyện này cũng xảy ra rất là thường và chúng ta tìm cách để mình tránh xa hoặc là tìm cách để mình đối phó với nó. Chúng tôi cũng có gặp phải những cái trường hợp khi mà những người khác bị bắt nạt trong những cái nhóm sinh hoạt, kể cả những nhóm sinh hoạt trong nhà thờ hoặc là trong nhà chùa, các sinh hoạt, các nơi có cơ hội và có thể có người nào đó đang bị ức hiếp, đang bị bắt nạt. Chúng ta phải tìm hiểu thêm để chúng ta nhận xét được những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng khi mà một người nào đó đang bị ức hiếp, đang bị bắt nạt. Để mình là người tham quan, khách quan, mình có thể bước vô để mình tranh đấu cho người ta hoặc là mình để bảo vệ người ta. Mình nâng đỡ tinh thần cho cái người bị bắt nạt để mình cứ cùng nhau, chung tay với nhau để đứng dậy, để chống lại cái người đang bị đang làm cái sự ức hiếp. Và gần đây đó thì chúng ta biết là qua cái máy vi tính đó, một là qua máy internet, là qua computer hoặc là qua cái điện thoại chúng ta texting
là cái sự ức hiếp xảy ra rất là nhiều, rất là thường, đặc biệt là trong những trẻ em bây giờ. Theo cái sự thống kê ức hiếp trên mạng đó, là đây là Cyberbullying Research là 2006. Thì cái theo cái thống kê này đó, người ta cho chúng ta biết là giữa cái lứa tuổi 13 tuổi tới 17 là 43% của các thanh thiếu niên đã ít nhất là bị ức hiếp một lần trong giữa cái lứa tuổi đó, trong thời gian đó. Cộng thêm là thanh thiếu niên đã trình bày là đã báo cáo là khoảng chừng 77% của trong những trường hợp mà người ta bị ức hiếp đó, là bị bởi một người nào đó là người ta đã biết rồi, chứ không phải là người lạ. Có thể là đây là những người cùng lớp, cùng học trường, cùng học với ta, và người ta có thể có sự đối thoại thường, gặp gỡ nhau thường ở nhà trường hoặc là nơi sinh hoạt, nên người ta bị ức hiếp. Và giữa nam và nữ là con gái đó là bị ức hiếp 51%, so sánh với nam, phái nam là 37% trong cái lứa tuổi 13 tới 17 tuổi. Nếu mà quý vị có con nít, con cái trong cái lứa tuổi đó, thì quý vị nên chú ý đến những cái triệu chứng khi mà con mình đang bị ức hiếp, hoặc là con mình là người ức hiếp người ta. Mình muốn phòng ngừa, mình nên, đấy là một cái hành động mình muốn tránh xa, và mình muốn thay đổi để không đưa đến cái sự bạo động trong xã hội, trong cộng đồng chúng ta. Thì ai là người bắt nạt và ai là người bị bắt nạt? Thì khi mà mình coi cái đặc điểm dân số, hoặc là mình coi đến cái thái độ cá nhân hoặc hành vi đó, mình cũng coi đến cái sự thái độ đối với người khác. Thì ba, đấy là ba cái điều mình muốn chú ý đến. Cái đặc điểm dân số của người bắt nạt người khác hoặc là bị bắt nạt, thì chúng ta sẽ đi vô thêm chi tiết đây. Người bắt nạt đó là có thể đến từ bất kỳ nền kinh tế, văn hóa hoặc tôn giáo, không có kỳ thị. Mình chúng ta sẽ hiểu biết thêm. Thì chúng tôi xin phép trở lại với cái phần này và cái đề tài ức hiếp sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời khỏi máy và trở lại với chương trình sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.